Hello, TV Dũng Cây xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách chiết nhân giống hoa mẫu đơn một cách là nhanh nhất nhé, mà hiệu quả nhất này. Thì vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là dụng cụ này của Dũng làm thì gồm có thứ nhất là Dũng thường dùng cái thuốc kích rễ này. Đây, quý vị và các bạn quan sát nhé, ống tuyếp nhỏ này. Đây. Đấy là nó vẽ ba, nó có vẽ có mỗi hai cái cây này thôi, một cây là nhiều rễ, một cây là ít rễ, ba cái lá này. Cái đặc biệt chúng ta để phân biệt đó là cái thuốc thật thuốc giả thì chúng ta phải xem là như thế nào. Đây, khi chúng ta bóc cái tem mác ra nhá, là cái thuốc chuẩn của nó là rất chi là đặc quý vị các bạn ạ. Còn nó có hai loại thuốc, một loại thuốc kém chất lượng là nó loãng loãng quạch luôn. Đấy. Thì đây là cái chậu nước này, nước trong này thì Dũng làm như này. Đấy, mình cho lượng nó vừa phải thôi, chúng ta cũng không nên là tham quá thuốc kích rễ quá nhá. Chúng ta làm tham thuốc kích thích rễ quá thì nó sẽ bị dẫn đến là cái gì, nó sẽ bị thối vỏ cây ấy. Chúng ta hòa đều này, thối vỏ cây rồi thì nó không mọc được rễ. Cho nên là Dũng cũng làm rồi, cho nên nhiều bạn của Dũng chia sẻ thì nói rất kỹ, người ta tham cái thuốc kích rễ nhiều thế là sinh ra chết hết, sinh ra nó thối nhũ nhiều. Cái thứ hai, cái vật liệu để nấu thì gồm có này, Dũng lấy rễ bèo tây này quý vị các bạn này. Đấy, rễ bèo tây đã phơi khô này, phơi khô xong thì cất vào bao như này. Lúc nào khi nào chúng ta mang chiết ấy thì chúng ta sẽ ngâm trước 3 đến 4 ngày để cho nó mềm cái rễ lại. Đây, ta cho vào này ngâm. Đấy, ngâm này thì nó sẽ mềm lại, ngâm đủ nước thì nó mềm lại. 3 đến 4 ngày nhá quý vị và các bạn thì nó sẽ mềm lại. Đấy, đấy, chúng ta cho ngâm này. Thì đây là cái thùng mà Dũng, có nghĩa là Dũng đã ngâm rồi, để chia sẻ quý vị các bạn cũng hình thức làm như nhau. Đây, Dũng ngâm 3 đến 4 ngày thì nó có rễ bèo nó mềm như này quý vị và các bạn ạ. Cái thứ hai là cái gì mềm này, khi chúng ta chiết là nhớ là sẽ vắt bỏ bớt nước hiện đây, vắt nó hết nước đi, vắt khô lại như này, vắt bỏ nước. Đấy, nếu mà chúng ta để nước ấy thì nó dẫn đến là cái gì, nó dễ bị úng thối. Đây là cái này là Dũng mới ngâm này, cho nên là Dũng sẽ để xuống dưới này, sau cho nó cứng. Đêm chúng ta vừa dốc nước xong cái là nó vẫn cứng, nó chưa mềm thì nó sẽ khó làm. Đấy, là khó làm này. Dễ bèo gồm một dễ bèo dốc nước nhá. Cái thứ hai là ni lông, Dũng dùng ni lông này, đây. Cắt nhỏ ra như thế này quý vị các bạn ạ, cắt nhỏ. Cái thứ ba là cái dây cước để làm gì thì tí quý vị các bạn sẽ biết. Cái thứ tư là cái dây để bó bò. Đấy, vật liệu có thế thì quý vị các bạn. Bây giờ thì Dũng cùng quý vị và các bạn xuống vườn cùng chiết, cùng làm ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì Dũng sẽ chiết và nhân giống từ cái vườn cây của Dũng này ra. Thì đây là cái vườn giống của Dũng nhá. Cái cây Dũng vừa làm là thương phẩm rồi thì vừa chiết. Thì đây là cái hoa vừa rồi là hoa của mùa đông cho nên nó bé này. Đây, chất lượng hoa thì như quý vị và các bạn đã biết ấy, Dũng bán giống là nó phải chuẩn nguồn. Còn không bán giống rôm côm này, như quý vị các bạn quan sát hoa của nó này. Đây là do mùa đông, miền Bắc nó sương muối này. Như cây như này đã rất nhiều hoa rồi. Hoa nó sương muối nào, quý vị các bạn ạ. Hoa thì rất là to mà đẹp. Đây là do cái sương muối. Và dòng ngoài vườn thì như Dũng cũng đã giới thiệu đây. Mà các bạn, quý vị các bạn ở miền Bắc mình thì đều hiểu là cái rét của miền Bắc. Vâng, thì bây giờ thì Dũng sẽ chiết để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Vâng, thì cái chiết này nó lâu, có thể là Dũng rồi thì nhân giống thì Dũng sẽ chia làm nó nhiều phần ra, phần 1, phần 2 ví dụ như thế, phụ thuộc quay dài quay ngắn quý vị nhé. Thì bây giờ quý vị và các bạn cùng quan sát cái thao tác để Dũng làm này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì như Dũng giới thiệu rồi là cái gì, đây là cái một cái dây này. Tại sao phải cái dây này thì bây giờ chúng ta cái sử dụng đến nhé. Cái dây này thực ra nó là cái dây cước lưới của quê gà đó, nhưng là cái dây xanh nó sẽ giáp là cứng hơn. Thì mục đích thì làm gì thì quý vị các bạn một lúc nữa thì chúng ta sẽ biết. Đây, cái cây này này, để Dũng quén lại cho các bạn xem nhé. Cây này là Dũng vừa chiết vừa tận dụng làm tán luôn này. Đấy, vặt bớt lá, sẽ vặt bớt lá để chúng ta thao tác làm nó đỡ vướng. Đấy, vâng, thưa quý vị và các bạn, thì cái này á, nó nhỏ cây cho nên là chúng ta không phải dùng cần dao. Đây, tay chúng ta dùng móng tay như này nhá. Đây, tách một cái như này rất chi là nhanh. Đấy, như thế là Dũng nó được một cành, đúng không ạ? Tách một cành, hai cành này. Chiết siêu nhanh quý vị và các bạn ạ, mà hiệu quả thì cực kỳ đảm bảo.
chất lượng. Như về mùa cây phát triển thì như mùa này thì chắc chắn nó phải rơi vào, nó chưa được ấm lắm thì một tháng sau thì mới mọc được rễ. Còn nếu mùa tháng 5, tháng 6 thì chúng ta chỉ có là gì? Chỉ có 25 ngày là cắt được ạ. Đấy, Dũng vừa làm thì để có anh em điện là nhờ tư vấn giúp. Thì chúng ta đây, việc bóc tay cái nhá là xong luôn. Đấy, đây. Như thế này đã là xong đúng không ạ? Thì cái dây này mục đích để làm gì? Thưa quý vị các bạn, thì chúng ta cầm cái dây một đầu ngắn này cho Dũng nhé. Cầm ngắn này, đây. Đấy. Chúng ta cuốn vào cái cây này một vòng. Cuốn vào một vòng như thế này, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cầm, phải giữ cành hai ngón tay này nhé. Chúng ta giữ như này, đây chúng ta kéo mạnh cái này. Thì nó tự để, cái này chính để nó làm sạch cái lớp mô của nó khỏi mọc vỏ để cây ra rễ. Đấy. Chúng ta thao tác này thì rất chỉ là nhanh. Còn nếu mà nó bé này dùng dao mà để cạo được cái lớp nhớt thì lâu lắm ạ. Cho nên là chúng ta vừa làm để vừa học hỏi, vừa đúc rút ra kinh nghiệm. Như Dũng thì chắc chắn những cái chiêu này thì tự phải nghĩ ra, mày mò nghĩ ra thế ạ. Bởi vì từ xưa người ta vẫn bảo lao động thì mới phải có lao động thì mới phát huy được những cái gì là tối ưu để mà làm, mình mới sáng chế được. Nếu không có lao động thì không có sáng chế, quý vị các bạn. Đấy, như thế này là Dũng nó đã hoàn toàn đã là làm xong cái chi tiết cây khô này. Cái thứ hai là gì, đến đi bó bầu chứ. Thì quý vị các bạn yên tâm là cái cành nó non này chúng ta không cần phải để đến 3 ngày. 3 ngày dành cho những cây nó to, cành nó vậy nó khó. Đấy, để dây tiếp này. Cái thứ hai đây, dễ bèo thì chúng ta cầm vào tay như thế này nhé. Đấy, chúng ta làm không cần nhiều đâu quý vị các bạn, như thế này đã là được này. Đấy, cuốn vòng tròn cái này nhé. Đấy, thế là xong một cái đúng không ạ? Rất đơn giản hiệu quả, bởi vì như Dũng mà chiết hết công suất của Dũng thì 1 tiếng đồng hồ thì khẳng định với quý vị và các bạn là sẽ chiết được 70-80 cành, 70-80 cành 1 tiếng đồng hồ quý vị các bạn, thật sự đấy ạ. Đấy, cái gì thế, chúng ta phải làm thì nó mới quen được, cái còn không làm thì nó không quen được đâu ạ. Thế này là có phải là siêu nhanh không ạ? Nói chung là cái quảng cáo thực tế hay là hư danh thì quý vị và các bạn cứ nhìn cái người ta làm thao tác này, quý vị biết là làm thật hay là không làm, hoặc là chỉ nói mồm, nhưng quan trọng nhất là xem cái tay người ta thao tác nó như thế nào. Chăm hay không mà thấy quen, các cụ vẫn có câu thế ạ. Lại điện thoại rồi. Vâng, thì Dũng cứ làm được một chút thì lại có khách, cho nên là lại gián đoạn một chút ạ. Lại có anh em điện tư vấn cây giúp. Đấy, thì chúng ta cứ đặt vào như này. Sơ dừa chúng ta khi thao tác nó quen thì rất chi là nhanh quý vị các bạn ạ. Mà Dũng khẳng định là ra rễ 100% luôn. Đấy, thế là Dũng đã bó được 2, 4, 6 cành. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì vừa rồi thì Dũng đã giới thiệu một cách là chiết hoa mẫu đơn này, cực kỳ nhân giống, cực kỳ hiệu quả này. Đấy, thưa quý vị và các bạn, thì rất nhanh và thuận tiện cho những ai mà mới tập chơi, muốn nhân thêm giống hay làm vườn thì cũng cực kỳ là hiệu quả nhé quý vị và các bạn.
Thì còn đây là vườn cây của Dũng. Thì Dũng vừa rồi Dũng quay rất chi là xấu đúng không ạ? Đến hôm nay thì sang mùa xuân, cái là mùa của đâm chồi nảy lộc, cái cây nó lên khác luôn quý vị các bạn ạ. Dũng sẽ view thêm một chút nữa cho quý vị và các bạn cùng quan sát nhé. Thì đây là cái lên ngoại mục luôn của cây mẫu đơn khi nó đây như chỗ này, thế quý vị các bạn thấy không, đủ ẩm mà phân thì Dũng bón từ trong rồi, cho nên là lên một cái quý vị các bạn nhìn lá đẹp không, đây vừa lên cái này nhau đấy. Đây là cái cách chăm sóc của Dũng, mỗi người mỗi cách chăm sóc. Thực sự điện thoại hơi phiền một chút ạ. Vâng, thì như quý vị các bạn thấy đấy, tốt nó lần lật luôn. Đấy, khi lên hoa chuẩn bị để hứa hẹn một vườn hoa, mà những cái cây này thì năm nay Dũng sẽ nhân sẽ rất được nhiều giống quý vị các bạn. Thế đây phải nhân giống là rất nhiều, cứ nhân giống từ ở vườn này ra. Bởi vì khi làm cây Dũng đã tính hết rồi, mình cứ vừa làm vừa nhân giống từ vườn ra để cung cấp cho quý vị và các bạn. Vâng, thì cái video này thì Dũng sẽ ghi là phần 1, còn phần 2 thế đây thì Dũng lại chia sẻ đến cách là cắt cành rồi thì vào bầu để gửi cho khách này. Chào quý vị các bạn nhé, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video sau ạ.